lần đầu ra mắt nhà người yêu, thanh niên có màn trụng gà cười ra nước mắt. Theo đó, một tay anh cầm con gà, một tay anh cầm cái thau. Cái bên là thùng nước sôi khói còn đương hồi nghi ngút, với một niềm tin quyết thắng nhất định sẽ vượt lên chính mình, vượt qua thử thách thịt được con gà, làm nở mặt nở mày cho người yêu. Thế nhưng hành sự thì tại nhân, thành sự tại ý trời. Chàng trai vừa thả con gà vào trong thùng nước, lấy cái thau úp lên cái thùng với ý định cho con gà ngất ngưng từ từ. Ai mà có ngờ đâu, cái thau có mắt trên đời từ thuở khai thiên lập địa, mới vừa úp lên cái thùng đã bị thủng luôn cái đáy thau. Con gà gặp nước nóng lại phi thân ra bên ngoài, chạy đi mất, để lại cánh nam nhi chi chí ở lại, chỉ biết nở nụ cười tự tin. Lần đầu ra mắt người yêu, thử thách thịt gà không những thất bại mà còn hỏng luôn cả cái thau quý nhà người yêu, đến nỗi chú chó cưng trong nhà còn cảm thấy bất mãn, quay đầu bỏ đi. Cộng đồng mạng thì được một phen cười nắc nẻ, một số còn để lại bình luận: chó nhìn thấy đã lắc đầu quay đi kiểu, coi kìa có chán không cả chứ. Chó kiểu đã cho qua cổng rồi mà không biết đường vào chỗ để xe, tệ quá xá tệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.